Im Si Won, Im Si Won, đừng mà, đừng mà, à. bộc e, đừng mà, bộc e, à. không ngờ mình lại trở thành thông gia với Im Si Won. không sao đâu. Mẹ sẽ giải thích cái gì rõ ràng mà con. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn ha. Chúng ta? Vậy gì với chú không đi ha mẹ? Ừ, chúng ta thôi. Không thích hả? Vậy lại là bí mật nữa. Con biết rồi. <laughs> con đi mang giày vô đi ha. Ờ, à, tối nay mình ăn tối bên ngoài với Hà Dương nha. Mình sẽ nói với nó à dạ. để sao đi chúng ta nói chuyện sau ha Ôi, cậu đúng thiệt là đúng rồi mình vốn vậy mà cho nên cậu đừng có bỏ rơi mình nghe chưa xin cậu đó <laughs> nhanh lên đi thôi <laughs> thương hại chỉ vì cậu tội nghiệp tôi thôi tôi đã nghĩ như vậy cả tôi và hà dương đều là những kẻ đáng thương đây không phải là lời thật lòng chị không nghĩ như vậy đâu đúng không tôi nói thật lòng đó <laughs> <laughs> sao cậu không chịu nghe máy vậy Anh hi á, đã quyết định kết hôn danh sức chim rồi kìa Không lẽ cậu định bỏ cuộc như vậy hả Cậu để anh Hy với hai Jun đi như vậy hay sao Con gái Dạ ba Ừ <laughs> Hey. Ba hợp xong rồi hả? Ờ. À, con tới có gì không? Ba lại quên đem thuốc theo nữa rồi nè. Yeah. <laughs> con đã dặn ba là đừng có quên rồi đó. Trời ơi, con nó la ba kìa. Ghen tuông sao rồi? Sáng nay con không có nhìn thấy anh ấy, chắc là đi từ sớm rồi. Nó còn biết về nhà hả? Dạ, tối qua anh ấy có về nhà đó ba ơi. đứa ở trại mồ côi đó con có chắc là nó không muốn kết hôn không dạ con đã gặp chị ấy rồi có cần ba phải đi gặp trực tiếp không thôi mà ba có vấn đề gì lớn lao đâu chuyện thế nào thì con không rõ nhưng mà chị ấy không muốn kết hôn với anh con cho nên tạm thời ba cho anh chút thời gian đi nha rồi anh ấy cũng sẽ bình tĩnh lại thôi chị ấy không định đáp lại thì anh cũng đâu làm được gì ừ vậy thì may quá bây giờ chuyện chúng ta phải làm á là đợi anh ấy trở lại như là trước đây Ba, tới lúc đó thì ba cho anh ấy vào đội chiến lược kinh doanh nha. Anh ấy phải có một danh hiệu xứng đáng một chút thì con mới giới thiệu bạn gái cho anh ấy được chứ. Quan trọng là anh ấy không dính dáng tới người kỳ cục. Được rồi. Mỗi người cần một ranh giới rõ ràng. Dạ. Để con xem tình hình, rồi con sẽ từ từ thuyết phục anh nha. <laughs> Cũng đang tình đó chứ. <laughs> Lần này con sợ lắm luôn đó ba con cứ tưởng là anh ấy sẽ bị cướp mất tới một nơi kỳ lạ nào đó chứ à, như là sau khi tỉnh cơn ác mộng vậy đó ơi à, gần bu nhắn tin lại chưa chưa con còn thấy khó chịu như vậy thì cậu ấy làm sao đi? À, thôi con mau ăn đi con còn phải đi mà dạ con về rồi đây ủa nè cậu vẫn còn ở đây nữa hả hết giờ ăn trưa rồi mà mau ăn đi để mình hâm lại cho thôi khỏi đi cậu vô đây ngồi xuống ừ. Ừ. ngồi xuống đi giờ mà còn lo hâm nóng canh cái gì nữa chứ cậu sắp bước chân vô hố lửa rồi kìa hố lửa gì chứ cậu cứ nói quá không không có quá một chút nào hết luôn á ừ đúng đó cô cũng lo lắm cho dù con đồng ý kết hôn là vì ha vun nhưng mà cô ơi mình nói tới đây thôi con chỉ muốn nghĩ như vậy thôi được không cô 7 năm về trước lúc con gặp ha vun thì con đã quyết định chỉ làm mẹ của ha vun rồi bây giờ cũng không khác gì hết chỉ có địa điểm là thay đổi một chút mà thôi địa điểm là thay đổi thôi hả nói thì dễ nghe lắm sao chỉ thay đổi mỗi địa điểm được chứ cả cuộc đời của cậu sẽ bị đảo lộn lung tung lên hết luôn đó nhưng mà bây giờ không phải ha Jun đã có ba và bà nội rồi hay sao chứ lại còn có thêm cô rồi còn thêm em họ nữa như vậy là đủ rồi mình còn mong gì hơn nữa đây môn xua nè à, mình với cậu đều hiểu cảm giác sống không có gia đình là như thế nào rồi mà vừa buồn vừa cô đơn biết bao nhiêu đúng không bây giờ hai Duân đã có chiếc khiên bảo vệ rồi một chiếc khiên rất vững chãi nói là mình hy sinh sao mình còn có thể làm nhiều hơn như vậy nữa Cậu cô thua rồi có muốn sao cũng được một phần thì thấy con làm đúng một phần thì nghĩ là phải ngăn cản con được rồi đến tôi nghe còn thấy mù mờ cái gì vậy không lẽ cô chú định để yên chuyện này hả chuyện này không phải chỉ là đổi địa điểm thôi mà là một sai lầm trong đời người đó chuyện này rất là nghiêm trọng luôn cậu muốn ăn đi rồi còn về làm nữa <laughs> có đơn giao hàng nào không cô chú có à. chứ để chú đi lấy cho à à đúng rồi nếu con kết hôn á thì món thịt bò hầm của con làm sao có nhiều người đặt hàng ở đây vì món con làm mà <laughs> con sẽ dạy con cách nấu nha thôi không cần đâu công thức của con không nên bán khi không có con ở đây hơn nữa người khác nấu thì hương vị cũng không giống mùa xuân à mình hiểu cảm giác của cậu mà nhưng từ bảy năm trước cậu đã cổ vũ mình rồi nhớ không lần này thì cũng không có gì khác lần trước đâu. Ghen Gu đã nghĩ gì rồi đó, có biết chưa? Cậu ấy phải chịu đựng quá nhiều ở chỗ làm, nhưng mà lúc nào cũng tốt với cậu và Ha Jun hết. Chắc là cậu ấy rất lo lắng còn chuẩn bị tâm lý để kết hôn nữa. Nhưng mà cậu á lại ngó lơ hết tất cả mọi thứ, cậu đúng là đủ ngốc, ngốc hết chỗ nói luôn. À... em gái Ghen Gu đã tới đây. Thiệt vậy hả? Nó đã nói gì với cậu? Nó không có nói gì nhiều hết. Mùa xuân à, mình Quyết định nhanh như vậy cũng là vì gân gu thôi Mình không muốn cậu ấy tranh cãi với gia đình Chỉ vì mình và Ha Duân cậu hiểu không Bây giờ gân gu cũng cần một cuộc sống đàng hoàng tử tế <laughs> Cũng nên hẹn hò với người nào đó đồng trang lứa Gặp gỡ bạn bè Và đi làm nữa à, Tất cả những gì cậu có thể nói cho gân gu Chỉ là như vậy thôi đó hả <laughs> Vậy sao cậu còn ở được với mặt đất này vậy Cậu cao thượng tới vậy mà Thì lên sao quả sống luôn đi Mùng xuân ơi <laughs> cậu cũng là con người mà Cậu nên sống cuộc sống cho riêng cậu chứ Cậu là phụ nữ và cậu là quan trọng nhất đó Lo cho Hai Jun và Ginh thì cũng tốt Nhưng mà im in hi à Cậu là quan trọng nhất <laughs> Cậu cũng đừng như vậy <laughs> à, Để con giao cho Ở đâu vậy chú ừ. Tòa nhà phía trước kia kìa à, Dạ vậy con đi nha Hayuna! Trời ơi! Con định làm cho bà buồn hay sao vậy? Bà chờ lâu lắm rồi mới được gặp con đó. Tại sao? Tại vì bà nhớ con chứ còn sao nữa. <laughs> Hayuna! Bây giờ con có ba rồi, con có thích không vậy? Con có ba hồi nào vậy bà? À, con không có ba nhưng bây giờ có rồi ôi trời ơi thì ra ha jun vẫn chưa biết hay sao Mẹ, cô cô bác à. à thôi được rồi không sao đâu con bây giờ đi thôi con từ giờ ha jun của tôi không cần tới những nơi như thế này nữa cô nói gì vậy thằng bé sẽ không tới đây nữa đâu ý của cô là sao chứ cả ân hy và ha jun đều lớn lên ở đây mà cho đến bây giờ cô cũng đã quyên góp rất là nhiều nhưng cô có thể nói những lời khinh thường Tôi thật là không thể nào ngờ được Dù sao thì anh Hy cũng sẽ nghỉ việc sau khi kết hôn Cho nên Hai Jun cũng sẽ không tới đây nữa Hai Jun à Bây giờ con sẽ đi học ở trường Anh ngữ Còn có rất nhiều nơi khác nữa Bà đã chuẩn bị hết mọi thứ cho con rồi, rồi. Cô bác à Còn lại cô có thể nói chuyện với anh Hy Thôi đi con Dạ túi của con ở tầng 2 bà ơi Không cần nữa Con không cần cái đó nữa Bỏ đi <laughs> nè <laughs> con tự làm được mà bà không sao đâu để bà làm cho con nha nè mau ăn đi ôi trời ơi cháu của bà giỏi quá nè con phải ăn cá nữa nha ôi ô trời ơi ôi trời ơi con ngoan lắm con lại không có kén ăn như vậy nữa chứ đừng cười như vậy nữa con cười như vậy bà chịu không nổi <laughs> Bà ơi, bà cho con hỏi, bà tìm được ba con rồi hả? Ờ, à, con biết cậu của chị Yuri không? Dạ biết. Chú đó chính là ba ruột của con đó. Tại sao? Ừ, tại vì mẹ của con đã quyết định lấy chú làm chồng. Mẹ con sẽ lấy chồng hả? Con có thích không? Từ giờ con đừng có kêu chú đó là chú nữa, mà con phải kêu là ba, biết chưa? Nhưng con lại thích chú Ginh Gu hơn. Nè. Từ giờ con đừng có nhắc tới chú ấy nữa. Có được không vậy? Cô bác à. Mẹ ơi. Mẹ đi lấy chồng thiệt hả mẹ? Bà nói là cậu của chị Yuri sẽ trở thành ba của con thật sao? Con đã quyết định là hôm nay mới nói cho Ha Jun biết con đang nghĩ cách để giải thích làm sao cho thằng bé nó không bị tổn thương nếu như đột nhiên cô nói vậy thì thì con nghĩ là nó sẽ thì ra là như vậy cô thì tưởng con định tránh việc giải thích cho thằng bé hiểu vì con ngại cô tưởng để người khác nói luôn cho nó biết thì càng tốt hơn cho nên cô mới làm như vậy cô xin lỗi con nha cô không biết là con đang nghĩ cách con cũng biết rồi Cô đã vô tình để mất Hai Jun một lần. Cũng đã mất bao nhiêu năm. Cô cũng rất khổ sở để chờ đợi. Cô suy nghĩ quá dội dàng cho nên mắc sai lầm. Con đừng trách cô nữa. Con cứ từ từ giải thích cho Hai Jun biết. Còn chuyện này nữa. Con mà cứ che chở cho Hai Jun như vậy thì cũng khó cho Xúc Chinh chuyện đã như vậy rồi thì con nên giúp cho cô với Xúc Chinh thân thiết với Hai hơn. Dạ. Vừa rồi Hai Dung còn nói là nó thích chú Gân Gu hơn. Xúc Chinh mà nghe thì sẽ đau lòng như thế nào con biết không? Con đừng để cho Hai Dung nhắc cái tên Gân Gu hay là tên một ai khác nữa. Dạ. Cô rất mừng vì con đã suy nghĩ và đưa ra quyết định lớn như vậy. Nhà cô cũng thuộc dạng khá giả. Nhà cô không thiếu tiền hay thiếu người gì. Nhà cô cũng không có ai bệnh tật. Chỉ cần con làm tốt là được rồi. Chỉ cần hai Jun thân thiết được với ba của nó hơn, chúng ta sẽ không phải ghen tị với ai hết. Cô chỉ tin một mình con. Con sẽ làm tốt thôi. <laughs> mẹ ơi mẹ sẽ lấy chồng thật hả giờ chúng ta sẽ ở nhà của bà Trân nam đông hay sao mẹ uh... mẹ có thích cậu của chị yuri không mẹ có thích không hả ừ mình thích ai thì mình mới cưới người đó được chứ mẹ uh... tất nhiên mẹ thích chứ cậu của chị yuri cũng thật sự rất thích Hà képin đó chú ấy khen con đẹp trai nè, cho nên mới muốn làm ba của con. Bà Trân Đam đông, đông cũng rất thích con, còn thương con nữa, con biết không? Con biết mà. Vậy ai sẽ ở đây hả mẹ? Nếu chúng ta đi, thì dì sẽ cô đơn lắm. Ừ, đúng rồi. Dì ơi! Ừ, bánh bao của dì. Con <laughs> với mẹ sẽ tới Trân đam đông. <laughs> Dì ơi ừ? Dì không đây với con hả dì Ô trời ơi Bánh bao của dì ơi Ôi <laughs> <laughs> con đáng yêu quá <cười> 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 Nhìn có đẹp trai không chị? Ủa, trời, hai vui. Ôi trời ơi, Dương. Ôi Hà Dương đẹp trai quá đi ạ. À. Còn giống như là hoàng tử luôn vậy đó. Cô <laughs> dâu sắp ra rồi. Ôi trời mẹ con kìa. Ra rồi ra rồi. nhìn mẹ như nàng bạch tuyết vậy đó <laughs> đẹp thiệt đó vậy cứ chọn bộ này đi thiệt sao cậu thích là tốt rồi <laughs> mà sao anh suốt chin còn chưa tới nữa ta sẽ tới nhanh thôi anh ấy bận lắm nghe nói là anh ấy còn bận tới mức không thèm đi trăng mật nữa kìa vậy chị sẽ chọn cái này đúng không à dạ ờ, và chờ một chút đã để tôi chụp hình lại cái đã nha hai vô con lên trên đi nè hình này là tặng cho mình cậu phải cười thật là tươi biết chưa <laughs> ha jun nhìn vô đây nha một hai ba bộ phận phim truyền hình ligan thiệp cưới sơ xuất chinh và im in hi tôi đã sẽ bỏ cuộc như vậy thiệt hả Canh ngu à chúng ta phải để hai người họ đi như vậy thật hay sao cậu làm ơn thử lại một lần nữa đi Wow, một cú nổ bất ngờ mà. Tổ làm phim chúng ta dạo này giống chương trình thực tế ghê, cậu có thấy vậy không? Cậu thì xin nghỉ việc, còn xúc Chin thì lại gửi thiệp mời đám cưới tới. Không những vậy, mẹ của đứa trẻ lại là mẹ của Im Ha Yun đó. <laughs> tôi biết rồi. Sơ bởi vì cậu ta mới cam đoan với tôi về việc nhận gia cho đứa trẻ đó. Thì ra, đây chính là thỏa thuận diễn ra bên trong. Hồi cô ấy đem đồ ăn cho cậu ta, cậu ta thậm chí còn không thèm chớp mắt lên một cái đúng là không ai đoán trước được gì. Cậu có đi đám cưới không? Cậu thân với mẹ Hà Dung lắm còn gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 할게 웃는 모습 보며 떠나고 싶었는데, 그래야 하는데, 안녕, 널 부르는 마지막, 돌이킬 수 없는 인사인 가 이 시간이 지나면자신볼수 없는 사랑운 너와 헤어지는 순간이가 네, 우 Cứ như vậy thì cậu sẽ chết đó Em có thể chết dễ dàng như vậy sao Bộ cậu muốn ăn đòn hả Anh đánh em đi có được không hả Em đang muốn bị anh đánh cho tỉnh táo ra đây nè Anh làm ơn hãy đánh em đi Cậu say thật rồi đó Dừng lại đi hả Lúc cậu nói chỉ là bạn tôi lại tin cậu Anh Trung Huỳnh à Em sẽ khối hận Dì đã nói chỉ là bạn bè Em hối hận lắm Em đúng là một thằng nhút nhát Em không có quyền Yêu đương bất kỳ một ai hết Gần vua à Em không muốn Phải cãi nhau với ba và sô chung Nên ban đầu em mới không thừa nhận Là em yêu cô ấy Đó mới chính là sự hèn nhát Cũng phải chấp nhận cũng đâu dễ gì lớn tuổi hơn còn là mẹ đơn thân cho nên gia đình cậu mới phản đối hơn nữa nhà cậu đâu tầm thường đâu nếu là tôi tôi cũng làm vậy bởi vậy cậu nên quên đi hả tình yêu chỉ là chuyện thời điểm thôi cậu biết có bao nhiêu người đã phải đau đớn khóc lóc vì chuyện đó không nói cách khác thì chuyện đó cũng là do duyên phận thôi à duyên phận sao phải đó là duyên phận nên bây giờ cậu cần quên đi ha giờ cậu chỉ cần quên thôi đừng có nhớ tới nữa sao lại nhớ tới vợ của người khác hả đó là tội lỗi nặng lắm đó nha anh à anh biết trên đời em ghét nhất là cái gì không chính là việc em là con trai của ba em đó <laughs> em đã cố gắng sống kiêu hãnh và mạnh mẽ nhưng mà cuối cùng em vẫn hẹn nhát giống như ba <laughs> Anh cứ đánh em đi có được không Hả Mày cứ đối đầu với ba của mày hàng ngày Rồi bây giờ nhìn mày đi đáng đời lắm Anh chửi em như vậy đi Cậu này thiệt tình à. Tôi dễ dãi vậy hả Nè 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 Liêu Quân Vũ Cậu khóc đó hả <laughs> Cậu giỏi lắm đó thiệt tình đám cưới hả ôi trời nói tới đây làm ầm ý cho một trận rồi bây giờ lại đi đám cưới với người khác là sao chứ wow, đúng là chuyện động trời mà đúng không mẹ sao tự nhiên anh ta lại lấy vợ vậy đàn ông chung tình không dễ thay đổi như vậy đâu sao mẹ lại cười mẹ đang cười nhạo sự chung tình của đàn ông đó hả không phải tại mày hay nhắc tới hai chữ đàn ông nên mẹ thấy mắc cười đó Mẹ à Úi, Dù sao thì Cái thằng này tới giờ vẫn còn nực cười thật Dù sao mẹ cũng biết ơn Vì cuối cùng nó cũng chịu lấy vợ Úi, Tình yêu vốn dĩ rất buồn cười Hay là do con người buồn cười đi <laughs> Người phụ nữ đó là mẹ của Im Ha Jun đó Con không hiểu cũng không thấy liên quan gì Không lẽ giữa họ có chuyện gì sao Không phải Như vậy thì cũng không đúng Mấy bữa trước anh ta còn tới đây mà Lại còn chửi bới chị cha cung nữa chứ Đúng rồi ha. Cho dù có chuyện gì thì đó cũng là mẹ đơn thân. Cái bà già đó không cho phép con trai mình lấy vợ như vậy đâu, hay là có bầu rồi? <laughs> bà ta không phải là loại cúi đầu trước việc đó đâu con. Nhưng mà đứa trẻ đó đang nổi tiếng, bây giờ ai mà không biết tới Im Ha Jun? <laughs> <laughs> thì cả thế giới cũng đều biết tới chị con mà. Oh, cũng đúng. <laughs> mẹ nói phải lắm nhưng mà có cái gì đó lạ lắm mẹ không thể nào hiểu nổi sao con mụ đó lại chịu đồng ý ta quỳ lại gian sinh hả gian sinh cái gì biết đâu cái gì đó quỳ xuống cầu xin họ biết nhau từ hồi còn nhỏ mà mẹ có quỳ xuống cầu xin bà ta đâu Điên rồi hả sao mẹ lại phải cầu xin bà đó con trai bà ấy thích con gái của mẹ sao mẹ phải xin xỏ bà ấy làm gì ừ đúng đó chắc chắn rồi chắc chị ta đã gian sinh rồi <laughs> Nhưng mà con đừng có nói gì với chị con hết được chưa Họ gửi thiệp cưới tới tất cả mọi người ở chỗ làm rồi Con nói cũng có tác dụng gì à, Cũng phải ha Mà mẹ cứ nghĩ cho người khác Không biết gì tới mình Đó cũng là bệnh đó Trời ừ, ừ. ừ, cái thằng quý đi ừ? Trời đất à. chuyện gì vậy em hỏi vậy là sao đạo diễn tới tìm diễn viên để nói chuyện không được à anh muốn nói chuyện cho em một lát vậy là anh tìm tôi để gửi thiệp mừng sao anh muốn đích thân nói với em anh không muốn để cho người khác báo tin tại vì anh anh thì sao <laughs> anh cũng không biết nữa anh chỉ muốn đích thân mình báo cho em biết được tin này thôi tin tức bình thường có khi còn làm tôi cảm động hơn thiệp mời này chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết tôi chẳng buồn cũng chẳng vui một chút nào đâu đến cuối cùng thì anh vẫn không là gì đối với em hết tại sao em lại gặp anh rồi lại không biết chuyện qua lâu rồi nên tôi không nhớ à. sao anh lại phải đích thân tới đây chứ dù sao đến đài truyền hình tôi cũng biết như vậy là kết thúc thôi mà đừng nhìn tôi như vậy nữa tôi không rung động đâu em đã từng rung động vì anh sao chắc là rất lâu trước đây thôi <laughs> ra là vậy rất lâu trước đây à cô ấy là người thế nào hả sao người mẹ vĩ đại của anh lại chấp nhận được vậy gia đình cô ấy ra sao cô ấy không có gia đình vậy là con gái của tổng thống hả Chứ. mẹ của anh không phải là người tham lam như vậy đâu đến bây giờ anh vẫn không hiểu được mẹ của anh đâu bà ấy tham lam lắm đó lòng tham của bà ấy có thể đụng tới trời xanh anh sống cho tử tế hơn đi chúc mừng anh nha được chưa là bạn hồi nhỏ của anh cô ấy đang tự nuôi con em biết im ha chứ chính là mẹ của đứa trẻ đó cô gái ấy là người có đầy đủ bản năng làm mẹ anh không hề nói là anh yêu cô ấy anh không có ai khác ngoài em hết nhưng anh thích khả năng làm mẹ của cô ấy anh cưới gì cô ấy biết cách làm mẹ sao tôi thật sự không hiểu anh và mẹ anh lại đầy lòng thương người như vậy chắc là tôi phải chúc mừng anh rồi tôi không tới đám cưới đâu ngày vui mà mẹ anh thấy tôi bà ấy sẽ không thích anh sắp lấy vợ rồi chắc cũng hết gặp nhau chào anh đám cưới chị ơi ừ à, à chuyện làm có chuyện này nếu là chuyện đám cưới của đạo diễn sơ thì không cần nói nữa chị biết rồi hả mẹ ơi chị ấy biết rồi nè ờ à, gì vậy con cũng đã biết tin rồi sao có gì to tát đâu chứ thôi con đi ngủ đi, hai người ra ngoài đi đúng rồi đó vậy mới đúng là con gái mẹ chứ đương nhiên là không có chuyện gì to tát rồi <laughs> mẹ mới là người lo nhất á đi ra ngoài nó kêu mẹ ra ngoài đó chị ấy muốn ở nhà một mình mà mẹ mẹ cũng đi ra đi ra đi ra Ôi. đi Hứng? Tới rồi tới rồi tới rồi tới rồi. Tới rồi. Ừ. Nè, con mau cầm lấy đi. Chúng ta chuẩn bị nha. <laughs> Chúc mừng đám cưới. Bạn sinh ra là để được yêu thương. hi à, hãy sống và nhận lấy thật nhiều tình yêu. Ayu à, mông xuân à <laughs> con trai cảm ơn con coi <laughs> <laughs> kìa hy vọng là cậu sẽ nhận được rất là nhiều tình yêu sau này cậu sẽ được đối xử tốt và sống thật là hạnh phúc luôn <laughs>

<laughs> Công trai. lại nữa hả bộ đây là nhà của cậu sao hả anh về rồi hả em có nấu cơm cho anh ăn đi vợ cậu ăn uống ở đây luôn hả em ăn cũng ít thôi cũng có nấu cho anh mà Ôi trời ơi điên thiệt chứ thiệt tình à muốn phát điên với cậu luôn á ồ oh, chú nghe nè con chú nghe nè chú ơi sao chú chưa tới mọi người đã ăn tiệc nè chú <cười> <cười> chú ơi <laughs> mẹ con sắp đám cưới à. rồi mọi người đã tìm được ba cho con rồi đó chú ừ chú biết rồi nhưng mà trong lòng con thấy lạ lắm con thấy nhớ chú Oh. nhớ chú hả chú tới ngành làm chú chú sẽ tới đúng không ha vui nè bây giờ chú hơi bận rồi con à chắc là chú sẽ không tới được đâu chú gọi cho con sau nha con chú xin lỗi 사랑해, <laughs> 사랑해. <laughs> 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 우리 그 모든 순간들, 이제.